LBK chuyên nghiên cứu và kinh doanh các sản phẩm công nghệ liên quan đến LED. Tại LBK, chúng tôi cung cấp vật tư, linh kiện màn hình LED, hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo kỹ thuật, thiết kế và thi công trọn gói các loại màn hình LED, trang trí LED cho tòa nhà, đường phố. Với sản phẩm đa dạng, giá cả cạnh tranh, nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, LBK sẽ mang đến cho mọi khách hàng sự phục vụ tốt nhất. Truy cập ngay website ledbachkhoa.vn hoặc liên hệ hotline để được tư vấn tận tình. Đại gia Vinh Cái Bằng, người vừa tậu Lamborghini màu xanh độc nhất Việt Nam, giàu cỡ nào? Mặc dù giá của chiếc Lamborghini Aventador không được tiết lộ, nhưng có những thông tin cho rằng chi phí sở hữu xe là vài chục tỷ đồng. Đại gia Vinh Cái Bằng còn có dàn siêu xe cả trăm tỷ. Mới đây, một người chuyên buôn xe sang tại thành phố Hồ Chí Minh hé lộ, chiếc xe Lamborghini Aventador SVJ màu xanh độc nhất chuẩn bị bàn giao cho khách. Ít ngày sau, chủ nhân của siêu bò đã lộ diện là Phúc Vinh, biệt danh là Vinh Cái Bằng, đại gia có tiếng trong giới lan đột biến ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Chiếc xe đã được anh đánh tiếng sẽ sớm mua về để bổ sung vào đội xe do mình sở hữu cách đây hơn một tháng. Hiện chưa rõ đại gia vườn lan Củ Chi đã chi bao nhiêu tiền để sở hữu dòng xe Lamborghini hàng hiếm, chỉ biết rằng Lamborghini Aventador SVJ có giá ở nước ngoài là 12 tỷ đồng, chưa bao gồm tùy chọn đi kèm theo xe. Nếu tính ra, chi phí về tay ở Việt Nam cũng phải vài chục tỷ. Chi tiết đặc biệt nổi bật nhất chính là màu sơn rất độc đáo, Fendi Ermy của siêu bò Lamborghini, được cho có không quá 10 chiếc trên toàn thế giới sở hữu. Màu sơn xanh này được tạo ra trong bộ tùy chọn của chương trình Epersonal do Lamborghini phát triển. Đây là bộ phận chuyên chế tạo xe đặc biệt hoặc cá nhân hóa theo lượng đơn đặt hàng của những vị đại gia trên toàn thế giới. Bên trong chiếc cabin của chiếc Lamborghini Aventador SVJ này vẫn là tông màu đen chủ đạo đi kèm với những chi tiết màu xanh lá tạo điểm nhấn. Tappi cửa cùng điều khiển trung tâm đều được ốp chất liệu carbon. Ghế ngồi của xe là option dạng ghế đua thay vì ghế thường như chiếc SVJ đầu tiên về Việt Nam. Về sức mạnh, xe được trang bị khối động cơ V12 dung tích 6,5 lít, có công suất cực đại lên tới gần 770 mã lực và mô men xoắn 720 Nm. Đi kèm với đó là hộp số bán tự động ISR 7 cấp. Aventador SVJ có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,8 giây trước khi đạt vận tốc tối đa là 350 km/h. Để nói về độ chịu chi của doanh nhân Vân Lan, thì ngoài chiếc xe Lamborghini vừa tậu, xe của anh còn có Ferrari FF90 Trail đầu tiên tại Việt Nam. Tiếp đến là McLaren 765LT và Bentley Flying Flow thế hệ mới nhất, hay Bentley Flying Flow màu đen trị giá hàng chục tỷ khác. Tổng giá trị của bộ sưu tập này được ước tính khoảng hơn 100 tỷ đồng. Khi được hỏi về thú chơi xe sang, đại gia này từng chia sẻ với báo giới đây là niềm đam mê từ thời còn đi học. Anh luôn có hứng thú với những chiếc xe có thiết kế lạ mắt và động cơ khỏe mạnh. Đối với anh, việc chơi xe sang không phải là một sự lãng phí hay là phô trương tên tuổi, mà đơn giản là thỏa mãn đam mê khi có điều kiện. Vì chưa có nhiều xe trong bộ sưu tập nên anh vẫn mơ ước có thể sở hữu một gara ô tô chứa đầy đủ các dòng xe sang, từ xe cổ đến xe hiện đại. TKVF.vn, độc đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo hiệu quả, giá rẻ bất ngờ. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio a@gmail.com, số điện thoại 0964002593.